Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Có một món lẩu rất ngon mà lại thanh mát, đó là lẩu cá thác lát khổ qua. Nhìn qua những nguyên liệu trong nồi lẩu thôi là đã biết món lẩu dinh dưỡng và thanh mát như thế nào rồi đúng không các bạn? Với bí quyết quét chả cá dai giòn và công thức nấu lẩu đơn giản thì mời mọi người theo dõi để biết cách làm nha. Mình có 400g xương heo, 500g thịt cá thác lát, rau tần ô, khổ qua, cà rốt cải trắng, hành lá và rễ ngò, nấm kim châm và nấm linh chi nâu, gừng, tỏi, ớt, hành tây, một lòng trắng trứng, một muỗng canh bột năng, muối, đường, hạt nêm, tiêu, 3 muỗng canh dầu ăn và nước mắm, bún tươi. Đầu tiên mình sẽ trụng xương heo với một chút muối và nhánh gừng đập dập. Cho xương heo vào và trộn nhanh qua 1 phút. Để nước dùng thơm ngon thì các bạn đừng bỏ qua công đoạn này nha. Trộn xong rồi mình vớt ra và đem đi rửa sạch. Cho vào nồi 1 lít rưỡi nước. Đợi nước nóng thì mình mới thả xương vào nấu nha các bạn. Trong khi đó thì mình sẽ đi cắt củ cải trắng, cà rốt và cả hành tây. Giờ mình thả xương vào. Xương này các bạn hầm ít nhất là 1 tiếng đồng hồ đó. Nêm vào 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường. Nếu có bột thì các bạn vớt sạch đi. Rễ ngò mình cũng rửa sạch và cho vào hầm. Trong thời gian hầm nước dùng thì mình quét cá nha các bạn. Đây là những nguyên liệu và gia vị mình sẽ trộn vào cá nè. 1 muỗng canh bột năng và 1 lòng trắng trứng. Nửa muỗng cà phê tiêu. 1 muỗng cà phê hạt nêm. 1 muỗng cà phê đường. Mình chưa cho dầu ăn đâu nha các bạn. Vì mình sẽ trộn hỗn hợp này cho đều đã. Nếu mà mình cho dầu ăn vô sớm, cá nó rất là trơn và gia vị khó tan. Gia vị đã tan và hòa quyện hết rồi nè. Mình cho dầu ăn vào. Dầu ăn này sẽ làm cho cá béo hơn và có độ dai giòn. Bây giờ thì dùng muỗng tán vào thành tô theo hướng một chiều. Đến khi thấy cá tạo thành khối, dính muỗng là được. Mình quét đều tay khoảng 10 phút là cá đã dẻo rồi nè các bạn. Cắt nhuyễn một ít hành lá cho vào. Hành lá này các bạn có thể thay bằng lá thì là nếu thích nha. Trộn đều lại một lần nữa là xong rồi. Các bạn nhìn chả cá có ngon không ạ? Rất là dẻo luôn. Cắt một ít khổ qua để trang trí dĩa cá cho đẹp. Mình sẽ dùng dầu ăn trét lên mặt dĩa cá để cho nó bóng đẹp. Sau đó đem bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào dùng lẩu thì lấy ra. Thêm một cái bông ớt ở giữa cho dĩa cá nổi bật. Sơ chế nấm và rau. Các bạn băm và phi tỏi luôn. Khổ qua nhúng lẩu các bạn cắt dày hơn xào một chút. Như vậy thì nó sẽ rất là giòn. Nồi nước dùng mình hầm xong một tiếng, rất là trong và thơm. Nêm thêm nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm và xíu đường. Vậy là xong rồi đó các bạn. Mình sẽ gấp xương và một ít củ quả cho vào nồi lẩu. Sau đó lược nước dùng qua một cái rây. Vậy là mình đã có nồi nước dùng trong veo rồi nè. Cho ra bàn với bếp cồn thôi. Nêm thêm hành lá cắt khúc, tỏi phi giòn rụm. Bày lẩu ra thôi, dĩa cá, dĩa rau và dĩa bún. Nhớ thêm chén nước mắm ớt nữa nha các bạn. Các bạn nhìn thấy mình trình bày bánh lẩu có đẹp không ạ? Mùi nước dùng bốc lên rất là thơm luôn. Khi dùng, các bạn xến cá cho vào lẩu. Khi cá chín sẽ nổi lên mặt lẩu thì mình sẽ cho rau và nấm vào.
khổ qua và rau, ăn tới đâu các bạn nhúng tới đó, sẽ rất là ngon và giòn. Nồi lẩu đang sôi sùng sục, rất là hấp dẫn luôn. Cá thì rất tốt cho sức khỏe, khổ qua rau nấm thì nhiều vitamin, lại mát nữa. Mình nghĩ món lẩu này rất lý tưởng cho mùa nắng nóng đó các bạn. Vậy là mình đã chia sẻ xong công thức lẩu cá thác lát khổ qua, bổ dưỡng và thanh mát. Chúc các bạn sẽ làm thật ngon với công thức này. Mến chào và hẹn gặp lại.